Kênh Mười Lăng Thinh kính chào các chú anh chị. Hôm nay là phiên bán hàng của tối ngày 29 thì mình cũng bán hàng cho ngày mai là ngày 30 tháng 11 năm 2022. Mình có một số mặt hàng thuần gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Thì tất cả mặt hàng mình trồng thuần đều ra rễ, mình định là trồng trên những cái chậu chỉnh cho các chú anh chị mình, vậy chỉ cần mình treo lên trăm, không thêm cái bước xử lý nào nữa hết. Thì cái giá anh bán là bao cứ vận chuyển toàn quốc, xếp hàng toàn quốc, trồng là trồng hoàn chỉnh luôn, còn bỏ thông hết, xử lý rất là sạch sẽ, đóng hàng rất là kỹ, đóng cái giá thể không rớt ra ngoài cho cả nhà mình luôn nha. Về cả nhà mình nhớ cắt chi gốc trước khi lấy cây ra. Đó, thì sau đây em cũng xin vô chi tiết các hình để cho cả nhà mình chờ lâu. Mình lên trước cái chầm, lên thêm mấy cây chầm nữa cho cả nhà mình nè. Chầm này là chầm cổ, hoa tím đậm, hoa thơm. Đó. Thì cái thời điểm này thì cái giá nó cũng rẻ nhưng mà như trước nữa. Đó, thì chầm cổ thì cả nhà mình biết rồi đó. Thì ở đây trước giờ mình bán chưa giờ sai giống nha. Thì ai ơn thì mình cho mình chốt liên hệ trực tiếp mình với số điện thoại 0766 87 646, thì cái số đó cũng là số Zalo luôn. Đây mình trồng hoàn chỉnh bằng chậu phim phi 16 hết cho cả nhà mình nha. Cái này là nó vàng, này là vàng xuống lá tự nhiên, cây thắt đọt thì nó sẽ xuống lá, tất cả các dòng thân thòng nó vậy, nó phải xuống lá nó mới cho hoa được thêm cái mấy cái nách lá này đó, cho nên cả nhà mình không đừng có quan tâm về cái lá của nó, vì trước sau nó cũng phải xuống. Thì cái này là từ đây sắp tới bắt đầu nó xuống từ từ xuống hết lá, nó sẽ cho hoa. Đó, hình số 1 nè. Chầm cổ. Hoa tím đậm, hoa thơm. Hoa chầm thì nó thơm khỏi vàng rồi, chầm bây giờ nó không có hàng luôn nữa. 150k bao ship. Cây nó cao thì tầm có khoảng trên 50 cm nha. Đó, 150k bao ship cho hình số 1, hình số 2 cũng là chầm. 150k bao ship. Hình số 3 cũng 150k bao ship. Hình số 4 là một cái chậu hỏa hoàng cam. Cái này là cây lửa không cả nhà. Cái này mình lựa mình ghép vô một cái giò cờ cây cho nó đẹp nè. Bản lá cực kỳ chắc không? Mà lá nó chấm tím rồi nè. Lá vậy cu lua rễ thì như cái màn khỏi phải vàng. Cây này là cây lớn không đó, cây lớn cây già không đó. Khúc gỗ bao chắc. Vô móc vô đồ rất là đẹp luôn. Đó, đóng hàng là nguyên chậu nguyên móc cho cả nhà mình nha, không cắt lấy lại gì, cái móc 4 ly rất là chắc luôn. Đó, 180k bao ship trên số 4. Hỏa hoàng cam. Hình số 5 là một cặp báo hỷ. Đó, một cặp báo hỷ. 110 bao ship trên số 5. Hình hạ đó, bán 110 đó. Hình số 6 là một cái cặp ấy, một cái cây son môi gừng. Son môi gừng thì nó ra một cái chùm bông vậy nè. Đó, mỗi một bông nó có một cái, nó tròn vo như ngón tay nè, như thỏi son phụ nữ rất là đẹp. Đó, 130k bao ship. Đó, cho hình số 6. Rồi hình số 7 là mình lên thêm một cặp phụ nữ cho cả nhà mình nè. Đó, mấy cây này về là chuẩn bị hoa nè. Cái này hên thì ngay hoa tết này đây nhú luôn rồi. Đó, đây nhú một cây nè. Cây bên đây chuẩn bị nha. Đó, 160k bao ship. Đó, 160 bao ship cho hình số 7. Hình số 8 là một cặp quế tím. Một cặp quế tím 120k bao ship. Ở mình hạ đó, mình hạ hết mức rồi, đợi cả nhà mình hạ chốt đi chốt nha. Đó. Hình số 8, hình số 9. Hình số 9 là hoàng thảo bạch đỏ. Rễ thì nó ăn cứng dưới cái đá chậu luôn rồi. Đó. Hoàng thảo bạch đỏ thì hoa của nó thì thơm khỏi phải vàng, mà hoa nó đẹp, mà nó bền hoa. Mà hoa nó ra hoa là hoa chùm không, nó chứ không phải nó hoa đơn một hai bông đâu. Hình số 9 130k bao ship. Hình số 10 cũng là hoàng thảo bạch đỏ. Thì đặc tính của những cái cây này thì cái thân nó lông đen đen vậy nó chết không sao, cho mầm gốc nó mới nhú nó cũng đen nè. Khi nó nhú cao cao thì nó sẽ lên được màu dày như vậy. Đó. Hình số 10 130k bao ship, hoàng thảo bạch đỏ. Cây này lên tới móc luôn, chậu nào cũng lên tới móc. Hình số 11 cẩm báo, hoa như da con báo, hoa thơm khỏi phải vàng. Đó. Cái này cây lớn, cái cây này với cái gốc nằm tuốt bên đây nè, nó già luôn á, rễ rồi nè. Hình số 11 160k bao ship. Hình số 12 cũng cẩm báo,
160 cao và xếp ai chưa có mình nên chốt. Cái thằng này thì mình về cái lô này hoa cái lá nó rất là đẹp. Tại bản thằng này là cái lá nó rất là giòn. Trong quá trình ta khai thác vận chuyển là cái lá nó dễ bể lắm, te tua cho nên mà mình về cái lô này rất là đẹp luôn. Đó, cả nhà mình ai chưa có mình chốt. Tại cái lá nó mình họ giữ cái lá này rất là đẹp. Nó ít bị xây xác. Hình số 12. 160 cao bao xếp cây lớn. Hình số 13. Đó, hài gâu xanh 130 cao bao xếp. Cầm hoàn chỉnh vỏ thông cho cả nhà mình chơi chứ không có chậm tầm bậy nha. Hình số 14 cũng hài gâu xanh. Này dòng lá ngắn. Đó, lá ngắn thằng lùng cực kỳ đẹp luôn. 130k bao xếp cho hình số 14. Hình số 15 dáng hương đuôi cáo cáo cao bằng 190k bao xếp. Hình số 15 cặp cáo cực kỳ đẹp. Hình số 16 là dáng hương môi quạt hay còn gọi là ghẻ quạt cây lá mít cực kỳ chắc chưa. Cái này là hàng lửa đó cả nhà. Đó. Hình số 16 160k bao xếp. Hình số 17 là cũng dáng hương mau quạt hay gọi cái quạt. Cái cây này nó hai đầu nè, đây xuống đây nó thêm một ghép thêm cây nữa nè. Đó. Thì thằng này thường để sổ hoa sưng, hoa sưng hoa tết á. Về cả nhà mình coi hiện tại giờ có cây nó ra hoa sớm. Đó, 160k bao xếp. Hình số 17, hình số 18 thì ở đây có một cái chậu nó đang có nụ hoa. Đó, ai chưa biết mà hoa nó về ngắm hoa nó thơm khỏi bàn luôn, mà hoa nó đẹp dáng hương màu quạt hay gọi là một ghé quạt. Đây cây này nó có hoa sớm nè, thường để cái này nó vô hoa tết hoa sân. Đó, cây bản lá mít cực kỳ chắc luôn, gọi là bản lá mít nè, thấy không, nó gì là cái cây nó già lắm tại cái loại nó nhỏ con. Cái cây này nó già cụi luôn, cây này cũng già cụi luôn đó. Bản thân như mấy cái cây này nó đã lớn như lắm rồi nè, hiện tại nó đang có nụ hoa nè, thấy không. Đó. Hình số 18 180k bao xếp. Hình số 19 mấy cái này ở đó mình lấy mất tiền lắm, tại bây giờ mình bán là bán chơi cả nhà chứ bán nó không có lãi luôn. Cái thời điểm nó rất là mất tiền luôn. Mình ngoài còn nhiều tại bán tương tác cho cả nhà mình chơi, tại bán không có lãi. 250k bao xếp cho một cái giò quế trắng 8 hay gọi là quế lân hương. Hình số 19 một cái giò lớn luôn, cây lớn không đó. Rồi hình số 20 nè, 20 là một cặp mạc xuân 160k bao xếp. Hình số 21 ba chậu gâu hầm 160k bao xếp. Hình số 22 là hài táo nha. Đó, 120k bao xếp. Hình số 23 hài gấm thì cái loại này nó nhỏ con nhưng mà cái hoa nó to đó, nó ngược đời với nhiều cái loại lan nó vậy. Cái bản thân nó là nó nhỏ con nhưng mà cái hoa nó cực kỳ to. Cái này hài hồng nha, hài hồng quên lộn, hài là hài móc hồng đó. Thì cái này là cái loại nó nhỏ con hoa nó to cực kỳ luôn. Hình số 23 130k bao xếp. Hình số 24 đó, hình số 24 150k bao xếp. Hài văn nam bây giờ nó không có hàng, mình lấy cái giá hơi cao thì cả nhà mình ai chốt được chốt, cả nhà mình nhắc. Nhưng mà cái cây, những cái cây mình bán cho cả nhà như những cái cây này là những cái cây tơ không đó, chứ không phải là những cái thân già mình phải về nung gốc nha. Cái này là những cái thân tơ sắp tới là cho hoa luôn đó. Hình số 24 hài văn nam đó, 150k bao xếp. Hình số 25 là một cái con trâu chuẩn gừng buôn đôn, trâu buôn đôn thì thơm không có trâu nào qua nó nha. Con này nó già cụi luôn đó, coi cho trái nè, nằm hoa cũ là chi chích luôn. Cái gốc của nó nhà mình nhìn nè, 150k bao xếp cho hình số 25. Hình số 26 có một con trâu chuẩn gừng mùa đông 110k bao xếp, lá dày cui ngắt luôn. Trâu buôn đôn thì hoa nó thơm lắm nhưng mà đặc biệt cái là hàng gừng nó khỏe mạnh mà cái lá của nó lúc nào nó cũng cứng,
nó lá mỏng lá dày gì nó cũng cứng hết nó, mà đặc biệt là nó thường thì nó lá dày nhiều, lá dày cui cứng ngắt luôn. Hình số 26 110k bao xếp, hình số 27 cũng ba con trâu chuẩn gừng Buôn Đôn, cây lá bách không đó, thì hàng gừng không tránh khỏi lỗi lá gì nè. Vậy cái nhà mình chăm lá đọt nó lên nè, lá đọt này nó cặp đọt này lên đẹp lại đâu có gì là bình thường. Ba cây này, hai cây này thì còn nhỏ cũng lá mít không đó, 150k bao xếp đó. Hình số 27 có phải hình số 27 không ta? À, hình số 27 các bạn đọc hình nào cả nhà anh chấu hình đó dùm cho mình, hình số 27 150k bao ship. Trồng hoàn chỉnh vỏ thông như rễ thì đang cứng cứng hết trơn, khỏi phải lo luôn. Hình số 28 của một con trâu chuẩn gừng Buôn Đôn. Đó, thì hàng gừng không chính khỏi lỗi lá gì đâu. Trong quá trình người ta khai thác hoàn chỉnh nó bị gách lá gì chút. Nhưng cái loại lá đỏ cái lên nó che lại nó đẹp. 130k bao ship hình số 28. Hình số 29 là một cái con dáng chỉ thiên cực kỳ đẹp, ngồng hoa cũ nè. Đó, lá bằng ôm nè, cực chắc chưa. 130k bao ship hình số 29. Hình số 30 đó. Vàng kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng, một cái giò này là 5 thân đó, 5 thân mình để nguyên nhìn bán luôn. À, tách ra thì mình bán thì nó được ngại hơn, nhưng mà mình không tách mình để gì mình bán luôn, tại mình thì bán cái hàng thuần 5 thân đó, 280k bao ship chuẩn mặt hoa vàng cánh bầu Hải Phòng hoa thơm. Hình số 30. Hình số 31 là hồng nhạn hoa màu hồng phấn hoa thơm cây lớn, cây này nó già luôn, 160k bao ship hình số 31. Hình số 32 là một cặp vũ nữ hoa vàng, thì cái thằng này vũ nữ này thì hoa nó quanh năm, đang có nụ hoa nè, đang có nụ ngầm hoa nè, hoa nó quanh năm luôn, cái bồ hoa nó rất là dài mà nó phân nhánh ra luôn, hoa sai hoa mà dữ dằn lắm, hoa nó màu vàng lưỡi đỏ, cái họng ở trong nó đỏ đỏ đó. Hình số 32 160k bao ship. Hình số 33 đây là một cặp đùi gà tròn đó, những cái thằng này là những cái thằng xuống lá là cho hoa nè nha, chứ không phải là những thằng già đâu, nó xuống lá là nó sẽ cho hoa đó, cho nên mình thấy nó te tua mầm gốc thì nó lên nè, như cái màn luôn, rễ nó cứng chậu luôn, mầm gốc nó lên qua năm là một cái chậu lùm lớn luôn đó. Hình số 33 160k bao ship. Hình số 34 đùi gà vẹt, một cái chậu phi 20, chậu lớn luôn, mầm gốc thì nó lên, bây giờ nó muốn bít hết trơn rồi đó. Rồi nó đang nhú thêm nữa, đợt kế tiếp nữa nè, cái này nó đang nứt, nó chuẩn bị lên nữa nè, thấy không đó. Mình không có nói dốc, cả nhà mình một năm nó nhảy tới mấy lần con luôn, thằng này nó nhảy con xa lắm nè, nó nứt chuẩn bị lên nữa nè, bên đây cũng vậy nữa nè, thao nè, chuẩn bị lên nè, ngay tay nè đó. Đùi gà vẹt 180k bao xếp. Hình số 34. Hình số 35 cũng đùi gà vẹt 180k bao xếp. Hình số 36. Hình số 36 là cái kiều tím miền Trung đó. Rễ cứng chậu, còn có chậu duy nhất à, 220k bao ship, này đóng thùng mình bị bình bung luôn đó. Kiều tím miền Trung cũng là cái hình cuối cùng đó. Hình số 36. Rồi hôm nay là thân có một số mặt hàng gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm, các chú anh chị đơn người nào chốt đó liên hệ trực tiếp mình với số điện thoại 0766 8767 66, cũng là số Zalo, kết nối Zalo mình đặt hàng nó dễ hơn. Cả nhà mình ai xem video chưa bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ bấm vào nút đăng ký kênh như bấm vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.